Nếu mà đây là cửa bán vé cáp treo, nếu mà trẻ con thì cứ các bác lưu ý nhá, trẻ con là dưới 1 mét là miễn phí, còn trên 1 mét thì là phải tính phí. Ở đây thì nhân viên rất lịch sự, đến cửa là có một người đón chúng ta. Nhân viên ở đây rất tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đây, một trong những cáp treo được kỷ lục Guinness công nhận là cáp treo cao, hiện tại là cao nhất thế giới, với chiều cao của cột là 214 m. Sau khi hoàn thành toàn tuyến thì cáp treo này sẽ có chiều dài là dài nhất thế giới. Chào các bạn, lên rồi xuống hơi lắc lư. Đây là cáp treo đi sang đấy. Hai bên là rừng sú, rừng vẹt đấy, đẹp. Có lúc nào nước cũng ngập bên đây không anh? Thường thường nó cũng ngập bên đây, tại vì đây nó không có cống thoát ra thoát vào ấy. Vâng, chào các bác. Đây toàn bộ trước mặt chúng ta là bãi tắm Cát Cò 3, bãi tắm đẹp nhất thuộc quần đảo Cát Bà. Thì hôm nay bây giờ là 5 giờ kém 15, nhưng mà tôi ra đây thì hôm nay biển rất sóng rất là mạnh. Thật sự sóng hôm nay rất là mạnh. Nên chúng ta nếu như mà các bác có trẻ con là các bác nên đi ra đằng bên kia. Xa bên kia chút, tôi sẽ zoom lại cho các bác xem. Thank you.
Cá giếc cháu tưởng nó chỉ sống ở nước ngọt thôi chứ. Con cá giếc đấy là cá giếc ăn thịt người ấy bà. Mai đừng nghỉ con, sao cho vào đấy. Mai, đây, mẹ cho vào đi. Đấy. Yeah, chúng ta sẽ cho vào một đô. Rồi đến bè bè. Đây bè bè, bè bè rất to. Chúng ta ăn thì ăn ít nhưng mà nên ăn loại ngon. Tôi khuyên các bác như vậy. Đây là tôm sú. Đây vào. Cho vào. Em cho hết vào nó đầy. Ông cứ đi ông. Tôm sú à? Gì đây? Bè bè à? Bè bè to đấy nhỉ? Thôi ăn thôi, đồ chín rồi. Come on. Con ăn đi, con ăn, con có thấy ngon không? Nào, con ăn một xem nào. Kem cuộn này con đã ăn lần nào chưa? Nào. Con ăn con thấy ngon không? Cho bố thử miếng nào. Đâu. Đây là kem cuộn Thái Lan. Tôi thử ăn miếng. Nó cũng không khác gì kem mình cả. Ê, buổi sáng trên đảo Cát Bà. Thì ngày hôm qua là tôi đi là bãi Cát Cò 3. Hôm nay là đi buổi sáng này dậy là đi Cát Cò 4. Ra Vịnh Lan Hạ thì chúng ta sẽ đi xe được đưa đón theo đoàn ra đến ngoài bến Bèo
Từ bến bèo thì chúng ta sẽ có tàu đón để tham quan ra vịnh Lan Hạ. Thì hành trình đi vịnh Lan Hạ của chúng ta thì sẽ bắt đầu từ khoảng 8 giờ 30 đến khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Và thì nó sẽ bao gồm mấy mức giá như này, thì vé VIP như hôm qua tôi hỏi là 750 một người một ngày, bao gồm tất cả các chi phí về ăn uống, người chơi bời tám táp các kiểu. Vé bình thường thì là sẽ là 450. Đây là vé tham quan. Ê, bây giờ chúng ta sẽ lên tàu. Hôm nay hơi nắng. Đây là một du khách người nước ngoài. Where are you from? Canada. Canada. Lan Hạ place very good. Tàu thuyền tấp nập. Nhà này đẹp đấy. Trên lợp lá cọ mát. Sau khi mà dùng bữa trưa tại thuyền thì chúng ta đã đến vịnh Lan Hạ. Tại đây thì chúng ta sẽ được chèo thuyền kayak và tắm ở đây. Đây, chèo thuyền như đây. Chèo thuyền kayak này thì các bác lưu ý là sẽ có hai người, tối đa là hai người lớn và một trẻ con. Hai người lớn và một trẻ con thì còn đâu ấy là một hoặc là hai người lớn hoặc là một người lớn một trẻ con. Ơi. Ơi. Bơi nhanh là bởi vì mình chưa bơi. Đấy, rồi xong rồi đợi mẹ thì là bố con mình bơi ra chỗ mẹ kìa. Mẹ với chị Mai kìa con kìa. Đấy, mẹ với chị Mai kìa. Chúng ta sẽ được chèo thuyền và khám phá một số trong những cái hang động ở trong này. Đây. Chúng ta sẽ được chèo thuyền khám phá một số. Con cua. Cái cảm giác được lênh đênh trên vịnh thật là sướng các bạn. Chúng ta sẽ ghé vào trong khu vực gần bờ này thì sẽ rất là mát. Sau khi chèo thuyền kayak thì chúng ta ở đây chúng ta chỉ được chèo khoảng độ 45 đến 50 phút.
Tôi thấy cái chèo thuyền kayak này nếu như chèo ở sông thì dễ, nhưng mà chèo ở biển thì không phải là chuyện đơn giản. Vì cái thứ nhất là sóng, cái thứ hai là gió. Chúng ta đi chèo ngược lên đằng trên kia thì lúc đấy là ngược gió. Khi chúng ta chèo ngược lại thì lại là ngược dòng. Thế nên là tôi thấy là chèo 45 phút là cũng mỏi. Đây là toàn cảnh khu vực đảo Khỉ. Tôi đếm thì được độ mấy chục con khỉ. Đây là bãi tắm ở khu vực đảo Khỉ. Nhưng với lịch trình thì bây giờ là 3:30 tắm vẫn hơi nắng.